Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái căn biệt thự tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này có diện tích là khoảng 405 m², trong đó chiều ngang của căn biệt thự là 15 và chiều dài là 27. Căn biệt thự sân vườn rộng lớn, nằm ngay mặt tiền đường lớn 20 m của khu dân cư Kiều Đàm. Có gara để được khoảng 4 chiếc ô tô và nhà có 5 phòng ngủ, 4 phòng làm việc, 1 phòng khách rộng và có kho chứa hàng. Thiết kế căn biệt thự mang phong cách hiện đại, đường nét tinh tế, sắc sảo. Căn biệt thự cùng với những thiết kế sử dụng tối đa tiện ích, màu sơn tường nhẹ nhàng giúp căn biệt thự trở nên ấm áp hơn, gần gũi hơn. Phước Sửu điểm qua lại một chút về khu dân cư Kiều Đàm. Khu dân cư Kiều Đàm được biết đến là một khu vực có những con đường thoáng mát, bàn cờ, khu dân cư rất thoáng đãng và an ninh được siết chặt 24/24. Bên cạnh đó, tiện ích xung quanh của khu vực rất là tiện lợi cho các bạn, tất cả những cư dân khi di chuyển ở trong khu vực này, dễ dàng kết nối đến Lotte Mart chỉ khoảng 2 phút, siêu thị Vivo City 4 phút, Regent Mall 7 phút, hay là đi đến chợ Bến Thành 7 phút. Khu dân cư Kiều Đàm nằm cận kề Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing. Khu dân cư Kiều Đàm còn là một cái khu dân cư có địa thế long mạch rất là tốt, bởi vì có hai mặt giáp sông và nằm sát ngay đường Nguyễn Hữu Thọ, sát với cầu Kênh Tẻ và cầu Hiêm Lam, do đó rất là thuận lợi cho việc di chuyển qua lại giữa các quận, quận 1, quận 8 và Nhà Bè. Vị trí của căn biệt thự này rất là tiện lợi và di chuyển rất là gần, bởi vì là đối diện với lại Bách Hóa Xanh, cách chợ Tân Hưng 500 m, cách siêu thị Lotte Mart 1 km, và di chuyển đi đến những cái khu vực khác rất là dễ dàng. Quý anh chị cần thêm thông tin, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ của công ty Bất Động Sản Hưng Phát sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ thông tin về căn biệt thự nêu trên. Đặc biệt quý anh chị cần ký gửi những sản phẩm về khu dân cư Kiều Đàm, Bình Chánh, Nhà Bè, hãy liên lạc ngay với công ty và inbox theo số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và tìm cho anh chị một sản phẩm an cư lạc nghiệp và đầu tư bền vững lâu dài. Xin chào và hẹn gặp lại.